Video này em xin chào các bác ạ. Dạ, nay 17 tháng 6 em mình mới về được một cặp loa mình đặt mua rất là đẹp nhé, nhưng mà vận chuyển về thì hơi tiếc một chút, nó bị cấn xíu, nên là em sẽ thanh lý giảm giá cho các bác anh em chơi. Nếu mà các bác không quá cầu kỳ bỏ qua được những lỗi này thì đây sẽ là một cái trải nghiệm và cũng như là cặp loa rất là hay để cho anh em chơi ạ. Đây là cặp loa Pioneer S180. Hầu hết là các bác anh em chơi audio mà đam mê thì gần như là biết cặp loa này. Nó rất là nổi tiếng, được nhiều các bác chơi lựa chọn. Thứ nhất là về ngoại hình và thứ hai là về phần chất âm. Chúng ta cùng quan sát qua cái phần hình thức của cặp này nhé. Đây là cái phần e căng của loa, có nẹp nhôm ở phía dưới. E căng thì còn rất là mới, liền lạc và rất là mới, gần như là không có một cái lỗi nhỏ nào. Cặp này tổng thể thì cấu hình là dùng 3 đường tiếng bass 32, một loa mid rất là lớn và một chiếc dom. Chiếc dom này sử dụng giống như là dòng Dynafarm Titan, nó phủ bên ngoài. Chúng ta cùng quan sát cái phần kiềng loa. Tất cả là loa này còn rất là mới. Cái phần các cái thớ xước của cái kiềng loa này, dạ, nó còn hằn lên rất là sắc nét. Đó. Loa bát là bát 32, toàn bộ sử dụng kiềng xương đúc nhất cả nhà. Đây, màng loa rất là đẹp, đều màu và không có một vết cấn hay bẩn gì cả. Ở đây thì em mình vừa mới khui ra thì vẫn để zin tình trạng là hàng từ bên kia gửi về đã bị mủn gân theo 5 tháng. Cái này thì mình để này cho các bác anh em thấy rõ tình trạng là hàng đúng chuẩn, hàng vãi, chưa có qua làm động chạm gì cả, để cho các anh em biết rõ cái nguồn hàng để chúng ta chơi lựa chọn. Ở phía bên dưới là tem thông số bằng tem đồng nhé, chỉnh mic, chỉnh chép, rồi thông số ở đây. Trở kháng là 6,3 và công suất là 120W. Cặp này thì các bác có thể ghép đa năng với nhiều dòng âm ly. Cặp này, chiếc bên này thì rất là đẹp, còn chiếc bên này là chiếc bị lỗi ạ. Do bên kia họ đóng bọc mút xốp nó không có cẩn thận, vận chuyển về nó bị tưa một xíu ở góc này. Và bên này nữa các bác, đây này, đó. Cái này là em chưa có xử lý. Cái này thì xử lý nhẹ bằng 502 thì sẽ ổn. Đó là ba chỗ. Cái chỗ ở loa chép này nữa này, nó về nó bị bung một miếng nhỏ nhỏ ở đây, các bác thấy không? Đó. Em test thì nó vẫn hát bình thường, nên là đấy là những cái lỗi em chỉ ra. Còn về phần tổng thể thì toàn bộ các kiềng gang họ phai nhôm còn rất là đẹp. Đây là mít bên này cũng vậy. Đây là bát đây. Rất là tiếc cho cặp loa này khi mà họ đóng bọc không kỹ. Thì em cũng tổng quát qua khi mà tham khảo cặp này trên thị trường thì nếu mà đẹp không lỗi lầm thì anh em các shop đang giao với mức giá cũng khá là cao. Khoảng dao động khoảng 20 triệu. Phần chất âm thì các bác có thể là tham khảo thêm ở Google để nắm bắt rõ thông tin cũng như là tìm những cái mình tra những cái thông tin mình cần nhé. Đây, em đang quay góc phía sau cho cả nhà coi để các bác, những bác biết thì nó dễ, còn những bác chưa biết thì các bác có thể là tham khảo thêm ở trên Google. Tại vì bây giờ cái điện thoại iPhone hay là cái điện thoại Android, điện thoại thông minh ấy, chúng ta tìm hiểu những cái thông tin này ở trên mạng nó rất là dễ. Chúng ta cần gì chúng ta cứ gõ cái là nó ra liền. Hôm nay em gặp rất là nhiều các bác mới cứ hỏi là tôi sợ nọ, tôi sợ kia. Bây giờ các bác chơi mà các bác sợ thì tốt nhất là không nên chơi, tại vì chúng ta không vượt qua được cái nỗi sợ đó. Đâu, đây là phía sau, sau lưng của cặp loa này. Đấy, gần như là mới, là chưa có một vết gì các bác nhé.
chưa có một tí keo kiếp gì cả. Thông số phía sau đúng với left right. Chỉ bị có bị những cái lỗi vừa rồi là em chỉ ra. Thì hơi tiếc cho cặp loa đẹp như thế này. Thì cặp loa này em mình sẽ giao lưu với các bác với mức giá là 13.500.000 đồng nhá. Sẽ bao gồm em thay gân đẹp cho các bác. Đấy. Sẽ đưa cho bên kỹ thuật họ chuyên thay cái gân. Đó, thì họ sẽ thay cái gân này thành thay cái gân này. Đấy, cho nó hoàn chỉnh. Đấy, còn về tuyến loa thì các bác coi rồi, đẹp căng mọng này. Đấy, thanh lý 13.500.000. Thì bác nào chấp nhận được những cái lỗi mà em vừa chỉ ra thì chơi cầm này cũng rất là ok ạ. Rồi, em mình xin phép dừng video ở đây. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nhé. Thân ái và chào tạm biệt cả nhà trong những video tiếp theo ạ.